những bí mật, những điều huyền bí. Chúng nhiều vô vàn trên thế giới này, và những khám phá lại liên quan đến những điều kỳ diệu. Chúng là tác nhân cho những giấc mơ, luôn thôi thúc chúng ta cố gắng tìm ra sự thật. Có thể nói mà không hề phóng đại rằng những khám phá kỳ diệu không được tìm thấy trong thế giới hiện đại. Những khám phá làm thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách chúng ta sống lại thường được tìm thấy trong những nền văn hóa hàng ngàn năm trước. Theo truyền thống, người da đỏ đã dùng một số thành tố trích xuất từ các loài chim để cắt đứt cơn đau. Và đến hàng trăm năm sau, người ta mới phát hiện ra rằng những thành tố đó có chứa salicylate là nguyên liệu chính có trong thuốc aspirin của chúng ta ngày nay. Trong y thuật phương Đông, trái thơm được sử dụng như một loại thuốc kháng viêm và cây quế vàng được dùng như một loại dược phẩm làm dịu bớt triệu chứng mất kiểm soát tâm trạng và tăng hiệu quả trong việc chống trầm cảm. Qua các công trình nghiên cứu, nhiều nguyên liệu dược phẩm của chúng ta ngày nay có nguồn gốc từ những bài thuốc truyền thống của tổ tiên. Cây lô hội được người Hy Lạp cổ dùng để xoa dịu những cơn đau. Người Nhật trước tiên đã phát hiện ra chất resveratrol trong cây Japanese knotweed và cây hoa elibor. Họ đã dùng chúng để kéo dài tuổi thọ từ rất lâu trước khi những chất này được thế hệ sau tìm thấy trong vỏ nho đỏ. Các khoáng chất có trong biển cũng được dùng từ thời xa xưa để hoạt hóa các vitamin, enzyme và những chất dinh dưỡng khác. Và đó là một trong những bí mật sức khỏe quan trọng được giấu kín qua nhiều thế kỷ. Một trong những bí mật có 102 đã được khám phá, đó là quả Patagonian Makiberry. Quả Makiberry đã chiếm ngôi vị đầu bảng của Acai Berry và trở thành loại siêu trái cây chứa một hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất so với bất kỳ loại cây trái nào thuộc họ berry trên hành tinh này. Makiberry có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn blueberry, măng cụt, trái goji, và khi so với acai berry, hàm lượng chất chống oxy hóa của makiberry cũng cao hơn từ 2 đến 3 lần. Được phát hiện trên những ngọn cây ở vùng đồi núi thuộc miền Nam Chile, quả makiberry trước đây đã được dùng như một món ăn thông dụng của người da đỏ Mapuche, bộ tộc có lịch sử 12.000 năm văn hiến và là bộ tộc duy nhất chưa hề bị bất kỳ kẻ thù nào chế ngự. Bộ tộc Mapuche đã chống lại cuộc xâm lăng của người Tây Ban Nha, một đế quốc đã chiếm đóng toàn bộ Chile và Argentina trong hơn 300 năm. Vào thế kỷ thứ 19, với bằng cách ký hiệp ước với bộ tộc Mapuche, thì văn hóa Tây Ban Nha mới dần dần du nhập được vào vùng đất của bộ tộc Mapuche. Nhờ vào đâu mà bộ tộc Mapuche lại có sức chiến đấu can trường đến như vậy? Tất cả là do hàng ngày họ đã sử dụng quả Makiberry. Người Mapuche tin rằng qua chế độ bổ sung thực phẩm hàng ngày với quả Makiberry thần bí, sức mạnh tinh thần của họ được nhân lên. Họ cũng khám phá trái makiberry giúp tăng sức chịu đựng, nâng cao sức đề kháng để không bị nhiễm bệnh từ môi trường. Tổ tiên của bộ tộc Mapuche đã lưu truyền bí mật này qua hàng nghìn năm, nhưng giờ đây đã không còn là bí mật nữa. Trái Patagonian makiberry hiện đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều thành phố trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và khắp thế giới. Theo bác sĩ Ray Braham, trái Patagonian makiberry của chúng tôi là một sản phẩm thiên nhiên kỳ diệu, chứa những chất dinh dưỡng độc đáo, giúp tăng cường sức khỏe và mùi vị rất ngon. Thật khó tin sản phẩm từ makiberry tốt như thế nào cho sức khỏe của bạn. Bắt đầu bằng makiberry với khả năng chống oxy hóa cao nhất so với các chất có nguồn gốc từ trái cây. Bột chiết xuất từ makiberry là thành phần tốt nhất hiện có cung cấp các chất dinh dưỡng tối ưu. Bột makiberry còn có chất aloe vera thượng hạng với dạng chất lỏng hỗ trợ mạnh mẽ hệ tiêu hóa, giúp cơ thể có thể hấp thu và tiêu hóa hết mọi nguồn dưỡng chất. Resveratrol là phức hợp chống oxy hóa và kháng viêm, với các lợi điểm chống lão hóa đã được chứng minh. Muối khoáng từ biển được ion hóa đóng vai trò như những thành tố tạo các men cần thiết và sẵn sàng cho cơ thể. Hợp chất của Patagonian makiberry ngoài các thành phần trên còn có chất chiết xuất cô đặc từ hỗn hợp 6 loại dâu và nho. Thêm vào đó là mùi vị tuyệt ngon. Tôi khuyến khích mọi người nên thử dùng sản phẩm này. Rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết của nó giúp bổ sung dưỡng chất đúng cách cho cơ thể và đem lại cho bạn nguồn sống dồi dào. Từ nhỏ, tôi đã mắc chứng khó ngủ. Tôi luôn cảm thấy bần thần, mỏi mệt mỗi khi ngủ dậy. Sau khi uống Patagonian Makijis, tôi đã ngủ sâu hơn, thức dậy
trong tâm trạng thật sảng khoái và cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho cả một ngày làm việc. Patagonian Monkey Juice là một thức uống tốt mà tôi chưa từng thấy để giúp tôi giảm cân một cách hiệu quả với tác dụng lâu dài. Tôi vô cùng yêu thích Patagonian Monkey Juice. Thật là kỳ diệu. Tôi đã uống Patagonian Monkey Juice, không thể cưỡng lại được. Mùi vị ngọt, ngon Patagonian Monkey Juice. Tôi thật sự yêu thích nó. Nếu bạn mua và dùng sản phẩm này cho mình, nó giá trị như hàng trăm đô la với những hiệu quả mà nó mang lại từ những thành phần đã được tổng hợp. Công ty đa quốc gia Velocity đã sản xuất ra hỗn hợp nước trái cây Patagonian Monkey, cung cấp rất nhiều dưỡng chất, mùi vị tuyệt vời, thích hợp cho mọi người. Công ty Velocity có quá trình lưu trữ mùi vị tươi mới của Monkey Berry sau mỗi mùa thu hoạch. Sau đó, họ đem vào các trung tâm bào chế, sấy khô để bảo tồn những chất dinh dưỡng trong hạt qua những công đoạn tạo lớp vỏ bọc cho hạt mà vẫn giữ được toàn bộ các tinh chất thiết yếu. Công ty Velocity là công ty duy nhất có quá trình chế biến tinh vi, giữ lại những thành phần độc đáo của Monkey Berry với những ưu điểm đã được chứng minh qua suốt chiều dài lịch sử 12.000 năm của bộ tộc Babuch. Các sản phẩm này giúp tăng cường trạng thái khỏe khoắn, một cơ thể không bệnh tật và sức khỏe tinh thần sung mãn. Công ty Velocity đã đầu tư tiền của vào những trung tâm nghiên cứu để bào chế ra những hợp chất với thành phần công thức tối ưu. Thức uống này giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, giúp chúng ta mỗi sáng thức dậy vô cùng sảng khoái, cho cuộc sống hạnh phúc hơn, kéo dài hơn. Amundsen đã chia sẻ, quan trọng nhất là sức khỏe. Đây không chỉ là một thức uống thông thường, mà là một cách thay đổi lối sống. Chỉ cần 50ml mỗi ngày, tức 2 ounce. Chỉ cần bạn dùng 50ml mỗi ngày là bạn có thể sống lâu và hạnh phúc hơn. Giá nào bạn có thể tính cho đời sống của mình? Chi phí nào khi bạn mất thời gian để chăm sóc mình và gia đình khi gặp vấn đề về sức khỏe? Điều gì có thể giúp bạn cảm thấy sống khỏe hơn, giúp bạn có thể thức dậy mỗi buổi sáng và tự tin cảm nhận nguồn năng lượng cho cuộc sống mỗi ngày? Đó là những câu hỏi mà chỉ có bạn mới có thể trả lời. Công ty đa quốc gia Velocity đã khám phá những bí mật qua hàng thế kỷ và cho bạn một phương tiện cũng như cơ hội để đạt được những gì mà Amundsen đã mô tả. Đó là sức khỏe, tài sản vô giá trong mỗi con người.